triển cái nghề trồng dâu tây. Toàn bộ khu vực này trước đây là đồi hoang và những người nông dân này chỉ biết làm nương, làm rẫy. Giờ đây những quả đồi này được phủ màu xanh của lá, màu đỏ của trái dâu tây. Bà con nơi đây đã trở thành những thành viên của hợp tác xã Tân Thảo. Thời điểm này đang là vụ thu hoạch dâu. Theo tính toán thì mỗi hecta cho thu khoảng 10 tấn quả với tổng diện tích 25 hecta. Sản lượng ước đạt 250 tấn mỗi vụ. Từ ngày trồng tới khi thu hoạch là sẽ rơi vào khoảng tầm 2 tháng rưỡi. Thời điểm chính để bắt đầu thu quả là từ cuối tháng 9 dương, phải thu hái từ buổi sáng. Bởi vì là quả dâu này thì vận chuyển trong ngày, hái buổi sáng thì nó sẽ tươi quả dâu. Dâu tây là loại dễ bị nhiễm bệnh bậc nhất trong số các loại quả. Chính vì vậy các thành viên hàng ngày phải cắt tỉa từng cọng lá già. Gốc dâu tây phải luôn trong tình trạng sạch sẽ để không phát sinh sâu bệnh. Hợp tác xã dùng bẫy sinh học và thiên địch để đối phó với sâu bệnh, hoàn toàn không sử dụng hóa chất độc hại. Cái lá già này nó cũng không có tác dụng gì cho nên chúng tôi phải hái bỏ để cho nó nuôi dưỡng vào cây. Cái hoa nó bắt đầu ra quả như thế này đây. Để không thì để nó cũng không có tác dụng gì thì nó sẽ thối mất toàn bộ cái cây này. Với 25 thành viên, Hợp tác xã Tân Thảo xác định hướng đi bền vững trong sản xuất là sản xuất liên kết, hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả, ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, Hợp tác xã đã chủ động liên kết với các cửa hàng để đảm bảo thị trường và đầu ra cho sản phẩm của bà con. Từ chỗ khởi đầu phải đi vay vốn, đến nay với diện tích 25 hectare, mỗi vụ dâu hợp tác xã thu về trên 12 tỷ đồng. Kinh nghiệm sản xuất cũng như là cái chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng dễ dàng hơn và bà con nhân dân tiếp cận cũng tốt hơn. Từ đó cũng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Sau 3 năm thì các thành viên của hợp tác xã cơ bản là trả hết nợ vay ngân hàng chính sách xã hội. Dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ các cây ngô, cây sắn kém hiệu quả sang trồng giống dâu Nhật Hana đã giúp các thành viên của hợp tác xã Tân Thảo có thu nhập ổn định và vươn lên làm giàu.